tay chuẩn bị những phần quà Tết để gửi tới những người thân yêu. Vẫn là mình đây nhưng mà mình đã ra cái phần thưởng cho mọi người ơi, ra cái phần thưởng cho mọi người ơi. Năm nay thì vẫn là cái làn như năm ngoái này, mình rất là thích cái làn này bởi vì là mình thấy là nó nhìn nó nhỏ gọn mà nó lại còn dai, rất là dễ xách cho người và đi xích đồ cho mình. Xích một lúc có khi phải đến gần chục cái quà như này thì cũng sẽ rất dễ. Và năm nay thì hai vợ chồng mãi bận mãi sắp xếp được thời gian để đi mua quà cho mọi người. Và mua được bánh trưng rất là xinh nhưng mà hơi tiếc một chút là nó chỉ có 4 cái. Thế cho nên là mình sẽ để random. Đấy, ai được thì nhận, còn những người còn lại thì mình sẽ bù đắp vào những cái món khác. Ok, à và năm nay mình mua được cái vải con thông này, mình đây gọi là một cái vậy thì mình gói quà nhá. Đó. Bọc ra ngoài phần quà hả? Đó, một là hai màu này, màu xanh màu đỏ nè. Cái màu đỏ này cái hoa xinh nhỉ? Bạn thấy mới lắm, kiểu vậy nhưng mà bạn thấy mới. Anh đâu, anh chơi với em ấy à? Anh trông em hả bố mẹ à? Thế chả thấy em nói năng gì với con này. Bố ơi, em là ngại ngọc hồi giáo. Ngại ngọc hồi giáo. Hôm nay thì bọn mình tính là sẽ đi mua đào, mua quất, mua những cái đồ trang trí cho nhà của bọn mình từ sớm. Nhưng mà ai ngờ là sắp xếp quà rồi gửi đi ship cũng phải đến bây giờ, đến 4 giờ chiều cả gia đình mình mới có thể ra khỏi nhà được. Mà sau đấy lại còn phải gửi hai em bé sang cho bà nội trông hộ này, rồi hai vợ chồng mới có thể đi được. Đó, nên là cũng khá là muộn. Ngoài trời hôm nay thì còn mưa, xong rồi rét nữa, khác hoàn toàn hôm qua luôn ấy. Cho nên là cũng khá là tụt mút. Lười phết. Rất là to, giá 30k. Vậy nha, ok luôn. Hey, vẫn như mọi năm, bọn mình vẫn dọn nhà vào ngày sát Tết, vào cuối ngày đón đêm giao thừa đấy. Và bây giờ là đây, vẫn chưa đâu vào đâu cả. Nhưng mà cuối cùng thì đã có canh đào ở giữa nhà rồi. Và cảm thấy không khí Tết rồi. Đây, đang gọi về nhà. Bố với em đang ăn. Trời, thế thôi, bố về cuốn ăn đi nhá. Bây giờ con dọn nhà nốt đây. Tôi cảm ơn nhé. Bé hàng xóm gửi quà tặng cho bố. Bây giờ là 8:30. Thực ra là vẫn chưa hoàn toàn theo đúng ý của mình muốn đâu. Theo mình thì là trước khi đón giao thừa thì nhà phải sạch bong kín. Nhưng mà sạch 90% rồi vợ ơi. Nhưng mà sạch nữa. Ví là hôm nay khi mà dọn một lúc thì khá là mệt, thế cho nên là quyết định là thôi, có một vài quần áo là phải nhét hết vào tủ. Đấy là đồ của vợ thôi vợ ạ. Ờ, của mình đó. Của mình thì mình dọn chắc là nửa tiếng là xong. Còn đồ của... Nói chung là đấy là anh Vin thì anh ấy nói thế, anh biết được, có thể anh cũng rất nhiều đồ vừa thì sao, nhưng mà anh ấy nói thế. Thôi. Bây giờ thì bọn mình sẽ sang nhà ông bà nội và đón hai em bé về. Rồi. Ok, bây giờ đi thôi. Còn gãy cái lưng luôn, quá mệt luôn đấy. Đêm 30 sắp đến vài tiếng nữa thôi là giao thừa mà đầu bù tóc rối. Đồ ăn ra ấy. Ai đến, khách đến thì sẽ có đồ ăn mang ra. Đây, bàn uống nước nè. Năm nay thì đây là mẹ còn cắm hoa đấy mọi người ơi. Đến thì mình cũng thắp một chút cho nó kiểu có không khí thôi. Rồi lát mình
dập đi, tại vì nhà có em bé thì cũng không nên cắt nến để lâu với mọi người. Bây giờ thì Đậu đang rất là sung sướng cho nên là Tết là được ở nhà chơi game. Cho con chơi muộn luôn. Nice. Này ra cửa được chơi muộn. Mọi người bảo là mẹ muốn bún gì nhớ quay em bún nhiều lên đây. Em bún đây là cái Tết đầu tiên của em bún đấy mọi người ạ. Xin lỗi mọi người, quay lại. Em muốn chào mọi người nhé. Đây là Tết đầu tiên của em đấy, ra cửa đầu tiên của em đấy mọi người ạ. Bún lắm. Ra cửa rất là đặc biệt của bố mẹ vì đã có thêm em bún nha. Mười hai giờ rồi mọi người ơi, giao thừa rồi mọi người ơi. Đậu ơi ra đây đón giao thừa này Đậu ơi. 12 giờ rồi. Đi tìm em đi, đi tìm bún đi. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào tương lai của năm mới để mong rằng là chúng ta có một năm mới đủ đầy và thịnh vượng. Còn mình thì chúc tất cả mọi người là một năm mới bình an và có thật nhiều sức khỏe nha. Vì khi mà có nhiều sức khỏe thì chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt hơn. Và bây giờ thì lại một cái vlog Tết nữa rồi đấy mọi người ạ. Hôm nay thì nhà mình cũng như mọi năm thôi, dậy khá là muộn cho thoải mái. Bởi vì đêm 30 bao giờ cũng khá là mệt. Thế cho nên là buổi sáng thì dậy từ lúc 1 giờ chiều. Xong năm nay đặc biệt là có book được một bác photo qua để chụp những bức hình kỷ niệm cho gia đình chúng mình. Và bây giờ thì cả gia đình cùng sang nhà bà, ông bà nội như mọi năm để chúc Tết ông bà thôi. Và đây là cây đào của bọn mình mua từ đêm 29 Tết. Và cây đào này không có hoa mọi người ạ. Bọn mình quyết định là chơi đào đến hết tháng riêng. Hai mẹ con mình cùng đi sang nhà bà nhá. Hai mẹ con mình hôm nay mặc giống nhau y hệt luôn. Ê ê. Đi sang nhà bà chơi.